Trong tuần qua, thành phố Hà Nội đã ghi nhận hơn 1.100 ca mắc sốt xuất huyết. Dịch đang tiếp tục gia tăng và có những diễn biến phức tạp. Dự báo từ nay cho tới cuối năm, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết sẽ tiếp tục tăng và xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới trên địa bàn. Dù đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, khống chế sự lây lan của sốt xuất huyết từ rất sớm, nhưng công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này trên địa bàn của thành phố vẫn đang phải đối mặt với không ít những khó khăn. Thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Cứ mỗi mùa mưa tới, nơi này lại là điểm nóng về dịch sốt xuất huyết. Nhiều người dân trong thôn đã phải đi nơi khác tránh dịch. Em bé mới sinh thì vấn đề về môi trường là rất là đề cao. Và nói chung là chính vì môi trường nó kém này nên là gần như lúc nào cũng cửa đóng then cài và điều hòa 24/7. Thanh Trì là một trong những huyện có số người mắc sốt xuất huyết cao nhất Hà Nội. Trong đó, tại xã Vĩnh Quỳnh có 257 người mắc. Con số này hiện vẫn đang tăng từng ngày. Tuy nhiên, giải pháp ứng phó với dịch bệnh trước mắt vẫn đang bị bỏ ngỏ. Khi đến nay, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi từ Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Quỳnh. Còn tại phường Ô Chợ Dừa, nơi tập trung gần 120 ca bệnh và 10 ổ dịch sốt xuất huyết, đã phải huy động 200 cộng tác viên để tuyên truyền và tham gia diệt bọ gậy tại khu vực. Phòng chống dịch mà phun hóa chất ấy, thì thực ra là nhân dân thì rất ủng hộ, nhưng cũng có một số hộ gia đình là họ không muốn phun, vì họ ngại là phải tổng vệ sinh ra trong nhà để làm việc kia, họ ngại không muốn cho phun trong nhà. Ban chỉ đạo phường Ô Chợ Dừa cũng đã họp và triển khai một số các cái nhiệm vụ như là giao cho các tổ quản lý trật tự đô thị để mà đi kiểm soát tất cả các công trình cũng như là các cái đường xá hay là những cái khu vực có nguy cơ về nước đọng để xử lý. Hiện quận Đống Đa đang ghi nhận 42 ổ dịch với 457 ca mắc. Tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu phức tạp và tăng cao. Do vậy, Trung tâm Y tế quận cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa tuyên truyền, tăng cường nhận thức người dân, chủ động phòng dịch tại khu vực sinh sống. Triển khai các biện pháp quyết liệt để làm giảm cái số ca mắc ở trên địa bàn quận. Ví dụ như là trước đây thì đến thời điểm này hàng năm thì chúng tôi chỉ triển khai đến 3 đợt chiến dịch vệ sinh môi trường. Tuy nhiên thì đến năm 2023 thì chúng tôi bắt đầu triển khai đến 4 đợt chiến dịch vệ sinh môi trường và một đợt chiến dịch phun hóa chất diện rộng tại 21/21 phường. Chúng tôi cũng đã thực hiện những cái nhiệm vụ mặt chuyên môn. Chúng tôi tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn cũng như là tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì đều đã chuẩn bị cái cơ số giường điều trị, rồi hóa chất, thuốc, vật tư tiêu hao, dịch truyền để mà đảm bảo cung ứng khi bệnh nhân gia tăng. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 6.600 ca mắc sốt xuất huyết. Theo dự báo, tình hình dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới. Thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, bảo đảm tất cả khu vực có dịch bệnh và có nguy cơ phải được kiểm tra, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết để quyết liệt ngăn không cho dịch bùng phát mạnh. Còn tại huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre, chính quyền đã phát hiện bệnh dạy trên chó xảy ra địa bàn xã Tân Phú. Theo báo cáo, thì trạm chăn nuôi và thú y Cù Lao An Quá vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, chó vô chủ chạy rong đã cắn hai người tại ấp Tân Tây, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, sau đó tiếp tục cắn 5 người ở ấp Hầm Luông và được đập chết lúc 21 giờ cùng ngày tại hộ của ông Nguyễn Văn Bảy, tổ nhân dân tự quản số 5, ấp Hầm Luông, xã Tân Phú. Vâng, người dân tại ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre thì cho biết chó có biểu hiện chảy nước dãi, cắn nhiều con chó khác và người, mắt đỏ, mất thần sắc và mất đi thần sắc và chạy lung tung, không định hướng. Qua thông tin trên thì ngành thú y đã tiến hành lấy mẫu gửi cho chi cục thú y vùng 6 cho ra kết quả xét nghiệm virus dại. Như vậy là tại xã Tân Phú là vùng dịch đã có tiếp giáp với các xã nguy cơ cao gồm có Phú Đức, Tiên Long và Quế Thành. Cũng xin được nhấn mạnh thêm là hiện tỷ lệ tiêm phòng đến tháng 8 năm 2023 đảm bảo đáp ứng miễn dịch đối với bệnh dạy theo quy định trên 70% tổng đàn. Tuy nhiên, số chó sắp hết miễn dịch bảo hộ khá là nhiều. Chó thả rong vô chủ mang mầm bệnh cơ học qua nhiều địa bàn của huyện này. Trong khi đó, thì virus dại đã tồn tại và lưu rộng rãi tại nhiều địa phương từ tháng 2 năm 2022 cho tới nay. Dự báo là nguy cơ bệnh dại trên chó xảy ra rất cao do con chó này có khả năng tấn công nhiều con chó khác. Trong đó thì có rất nhiều con chó đã chưa được tiêm phòng bệnh dại hoặc là chó sắp hết thời gian miễn dịch bảo hộ mầm bệnh đang có sự lưu hành trong đàn chó và mèo. Mặt khác thì trên địa bàn của tỉnh đã xảy ra ca bệnh dại trên chó ở xã Thừa Đức, xã Phước Mỹ Trung và có người tử vong do chó dại cắn.
Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã chỉ đạo tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh tại các xã, đặc biệt là tại các xã có nguy cơ cao. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đôn đốc kiểm tra các xã trong quá trình thực hiện phòng chống dịch theo quy định. Còn tại trạm chăn nuôi và thú y Cù Lao An Quá, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện công bố dịch bệnh dại trên địa bàn xã Tân Phú, qua đó rà soát tỷ lệ tiêm phòng các xã, vật tư, vaccine hiện có và đề nghị tỉnh cung cấp vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch theo quy định. Ủy ban nhân dân xã Tân Phú có dịch các xã vùng nguy hiểm như Phú Đức, Tiên Long và Quế Thành khẩn trương thống kê tổng đàn chó mèo, bao gồm số lượng đã tiêm phòng, còn thời gian miễn dịch, số lượng cần tiêm phòng mới. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra theo dõi tình hình dịch bệnh ở địa phương, báo cáo về huyện kịp thời khi phát hiện chó mèo mắc bệnh dại để có biện pháp xử trí kịp thời, khẩn trương triển khai thực hiện công tác phòng chống bệnh dại tại địa phương theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc đã ghi nhận 57 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 864 người bị ngộ độc và 13 trường hợp đã tử vong. Đáng chú ý xuất hiện ngộ độc do Clostridium botulinum là loại độc tố rất hiếm gặp trước đây. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì diễn ra vào ngày chiều nay. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế quản lý an toàn thực phẩm, rà soát xây dựng dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, bảo đảm quản lý chặt, khắc phục lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm, nhưng đảm bảo thông thoáng cho doanh nghiệp, cần đưa ra chế tài xử phạt cứng rắn hơn đối với các vi phạm về an toàn thực phẩm, tăng cường công tác thanh tra, quản lý chặt chẽ việc quảng cáo kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, xử lý nghiêm các vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời tăng cường công tác truyền thông. Đã đến lúc tôi đề nghị rà soát lại toàn bộ cái hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm chúng ta, từ cái khâu sản xuất đến cái khâu cuối cùng là cái khâu tiêu dùng, đúng không? Và như vậy thì Bộ Công Thương đồng chí cũng phải xem xét lại đi, các quy chuẩn người ta thế nào, Bộ Nông nghiệp xem xét lại một cái sản phẩm, đúng không, và đăng ký xuất xứ thế nào, các cái chỉ số cần phải công bố là gì, đúng không? Thì cái chuyện này tôi đề nghị tất cả chỉ phải rà soát lại. Và từ góc độ rà soát này thì tôi đồng ý với việc là nếu để làm cái đó thì cần phải rà soát lại nghị định trong khi mà chưa sửa luật, hay là rà soát các thông tư. Cũng tại cuộc họp, ba địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh báo cáo về việc tổng kết thí điểm thực hiện tổ chức ban quản lý an toàn thực phẩm. Thành phố Hồ Chí Minh được phép thành lập Sở An toàn thực phẩm. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu để đề xuất mô hình thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương. Ngày hôm qua, thì Trung tâm Y tế huyện Hạ Lan, tỉnh Cao Bằng cho biết đã tiếp nhận điều trị cho 25 học sinh tiểu học Việt Chu, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lan, tỉnh Cao Bằng bị đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi và nghi là bị ngộ độc. Sự việc xảy ra vào tầm giữa buổi sáng ngày 7 tháng 9, trong lúc giờ nghỉ ra chơi, một số em học sinh của trường tiểu học Việt Chu đã ra ngoài cổng trường để mua kẹo, nước, đóng gói, gồm có kẹo và thạch siro dừa, kẹo ngậm hương vị sữa chua và dâu tây để ăn. Ngay sau đó thì 25 em học sinh đã có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi. Nhận được thông tin, các cán bộ y tế nhà trường và phụ huynh học sinh đã nhanh chóng đưa các em đến Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang để cứu chữa. Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang cho biết, trong số các bệnh nhân trên, có 6 em biểu hiện nặng, được giữ lại bệnh viện theo dõi sức khỏe, truyền dịch và thải độc. 19 em còn lại sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận không nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe nên cho về nhà theo dõi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác liên ngành huyện Hạ Lang đã lấy mẫu sản phẩm kẹo nước đóng gói, gửi ngành chức năng liên quan thực hiện xét nghiệm làm rõ nguyên nhân. Qua trường hợp này, các ngành chức năng khuyến cáo nhà trường và gia đình nên tuyên truyền giáo dục học sinh không nên ăn kẹo không rõ nguồn gốc, nhãn mác ở cổng trường. Các cơ quan liên ngành cần tăng cường kiểm tra nguồn gốc thực phẩm ở khu vực cổng trường để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Hiện nay, sức khỏe của các em đã tạm ổn.